Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Thấu lý thấm tình được phát sóng hàng ngày trên kênh TTV11. Chương trình được Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh phối hợp cùng Truyền hình Tin tức Sài Gòn thực hiện. Thưa quý vị, qua mỗi số phát sóng thì chúng ta sẽ được gặp gỡ các luật sư, các chuyên gia về luật, chia sẻ, phân tích ngọn ngành các vấn đề liên quan đến pháp luật dân sự Việt Nam để từ đó cung cấp cho Tuyết Oanh cũng như là quý vị khán giả xem đài có thêm những kiến thức và cả những kỹ năng để biết đâu trong cuộc sống chúng ta gặp phải những tranh chấp liên quan đến pháp luật dân sự thì chúng ta có thể ứng dụng vào và có được một kết quả thỏa đáng nhất. Và cũng không khác những số phát sóng trước đây thì hôm nay chúng ta cũng sẽ cùng nhau bàn luận về một chủ đề mà Tuyết Oanh tin rằng chúng ta hãy nên quan tâm trong cuộc sống mỗi ngày. Và trước khi đến với chủ đề đó là gì thì Tuyết Oanh xin được giới thiệu với quý vị người sẽ đồng hành cùng chúng ta trong chương trình Thấu lý thấm tình hôm nay, đó là luật sư Trần Thị Thanh Thảo. Xin chào luật sư, cảm ơn chị rất nhiều vì đã dành thời gian tham gia chương trình ạ. Xin chào MC Tuyết Oanh, chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Ngay bây giờ Tuyết Oanh xin phép chia sẻ lá thư của một vị khán giả để qua đó chúng ta sẽ hiểu ngay rằng chủ đề hôm nay muốn nói về cái gì. Chào luật sư, tôi là giáo viên của em Lan, em có hay tâm sự với tôi. Kể từ khi mẹ sinh được em trai, Lan đã không còn được bố mẹ yêu thương, chăm sóc như trước đây. Có nhiều hôm, ba Lan bắt em phải nghỉ học để ở nhà phụ mẹ việc nhà, trông em khi em ốm. Biết chuyện tôi đã động viên bố mẹ Lan tiếp tục cho em đi học. Nhưng ba Lan vẫn cho rằng Lan là con gái nên phải ở nhà làm việc, không cần đi học nhiều. Quan điểm và việc làm của ba Lan đối với Lan như vậy có đúng không? Pháp luật quy định như thế nào về quyền được hưởng sự chăm sóc giữa các thành viên trong gia đình với nhau? Như Tuyết Oanh vừa mới chia sẻ lúc nãy thì đây quả thật là một vấn đề mà Tuyết Oanh nghĩ rằng chúng ta cần và cũng nên được biết. Thì thưa luật sư, việc ba của Lan có sự thiên vị giữa hai chị em như vậy trong gia đình thì luật sư có suy nghĩ như thế nào ạ? Luật hôn nhân gia đình năm 2014 cũng đã có những cái quy định cụ thể tại điều 103, 104, 105, 106 về những cái việc mà các thành viên trong gia đình phải có cái sự đối xử công bằng với lại con cái. Ví dụ như là không thể nói là con trai thì được yêu thương hơn và con gái thì không được yêu thương và cũng không cần phải đi học hành nhiều. Tại vì trách nhiệm của cha mẹ là phải chăm sóc, nuôi dưỡng và cho con cái được học hành, được đến trường. Còn nếu như mà trong quá trình mà chứng minh được rằng là cha mẹ đã ngược đãi con cái thì cũng sẽ bị chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu mà có những cái hành vi ngược đãi, tại vì chúng ta cũng thấy là luật hôn nhân gia đình gần đây thì cũng rất là bảo vệ trẻ em. Và có những việc như là người bố, người mẹ không có nghĩa là chúng ta là cha, là mẹ thì chúng ta có quyền đánh đập con cái. Tại vì nếu như mà cái việc mà chúng ta đánh đập như vậy mà nó có thể là tội bạo hành, của tội hình sự, có thể là dẫn đến cái tội hình sự nữa. Cho nên là chúng ta cần phải hiểu rõ là vai trò trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ là gì. Dạ, vậy bây giờ nếu áp cái câu chuyện mà Tuyết Oanh vừa mới chia sẻ thông qua lá thư này vô trong việc mà chúng ta đang bàn luận ở đây là về những cái quy định về luật hôn nhân gia đình cũng như là cái việc chăm sóc lẫn nhau trong gia đình thì luật sư cảm thấy như thế nào? Chúng ta nên phân tích cái tình huống trong lá thư này ra sao ạ? Đối với tình huống này thì tôi thấy rằng là cô giáo có lẽ là cô là người trực tiếp nói chuyện với lại cha mẹ. Nếu như sau khi mà cô nói chuyện mà cha mẹ không hiểu được rằng là cha mẹ phải có trách nhiệm cho Lan đi học giống như là con trai, thì không phải là đẻ con trai rồi thì Lan không cần phải đi học nữa, phải cho cha mẹ hiểu được điều đó. Mà nếu như mà gia đình cũng không chịu hiểu nữa thì có lẽ là cô giáo nên báo với lại tổ dân phố, hội phụ nữ, hội phụ nữ bảo vệ trẻ em, thì người ta cũng sẽ có trách nhiệm tới làm việc với lại gia đình. Nếu mà đến mức mà bộ hội phụ nữ trẻ em mà còn không làm việc được nữa thì cũng sẽ mời cơ quan chức năng, ví dụ như là mời cơ quan điều tra vào làm việc tại sao lại có cái hành vi ngược đãi như vậy đối với lại một đứa trẻ. Mà trong khi là theo như là Tuyết Anh nói thì câu chuyện này là Lan vẫn là con ruột của cha mẹ Lan, nhưng mà chẳng qua chỉ là đẻ em trai thôi thì tự nhiên thái độ đã khác. Thật ra cái tình huống như thế này không hề thiếu, trọng nam khinh nữ rất là rõ ràng. Chỉ cần là đẻ một đứa con trai ra thì con trai muốn gì cũng được, và sau này con trai lớn lên thì cũng sẽ được thừa kế rất là nhiều tài sản, con gái thì sẽ không được gì cả. Và thậm chí là có những cái vụ án đau lòng diễn ra cũng chỉ vì cái sự phân biệt đối xử trong gia đình. Nói chung là trách nhiệm của người làm cha làm mẹ thì chúng ta nên yêu thương công bằng đối với tất cả các con, chứ không nên là đứa này thiên vị hơn đứa kia thì sẽ dẫn đến những cái hậu quả, những cái hệ lụy nó rất là đau lòng sau khi mà chúng lớn lên.
Chắc chắn là như vậy rồi. Rõ ràng thì như luật sư nói rằng đây là những câu chuyện không có hiếm ở trong xã hội mình. Và vì nó không hiếm cho nên chúng ta càng phải nói nhiều về nó hơn nữa để phổ biến cũng như là chia sẻ những thông tin về pháp luật. Ở góc độ pháp lý thì luật sư có thể chia sẻ cụ thể hơn về những quy định của pháp luật Việt Nam chúng ta về việc hưởng cái sự chăm sóc cũng như là quan tâm lẫn nhau giữa những thành viên trong gia đình ạ. Giữa các thành viên trong gia đình thì theo luật hôn nhân gia đình năm 2014 tại các điều 103, 104, 105, 106 thì các thành viên trong gia đình phải có thái độ tôn trọng và yêu thương chăm sóc lẫn nhau. Nếu cái đứa trẻ đó mà nó chưa có thành niên thì chúng ta phải chăm sóc đến khi nó thành niên. Mà nếu nó thành niên rồi nhưng mà nó lại có cái vấn đề về nhận thức, ví dụ như nó thành niên nhưng mà nó lại bị cái khiếm khuyết về thần kinh thì chúng ta cũng phải chăm sóc nó, thậm chí là chăm sóc nó suốt đời. Giống như là trường hợp mà giả sử như là cha mẹ của chúng mà không còn nữa thì có thể là thay thế bằng cô dì chú bác ruột. Đó là những người giám hộ tiếp theo. Nếu như những người đó mà họ vừa không, ví dụ như họ không đủ sức khỏe hoặc là không đủ cái tài sản kinh tế, bởi vì muốn chăm sóc thì cũng phải có kinh tế, không có đủ nữa thì nhà nước cũng sẽ can thiệp. Có nghĩa là đối với một đứa trẻ sinh ra thì một đứa trẻ nếu nó phát triển toàn diện thì đến năm 18 tuổi thì cái người cha người mẹ thì tức là năm 18 tuổi thì nó là trưởng thành. Nhưng mà trên thực tế thì 18 tuổi cũng chỉ mới học hết lớp 12 thôi. Thì thông thường là 18 tuổi nếu có điều kiện thì cho con đi học đại học. Có những gia đình mà họ thậm chí còn lo cho con đến lúc mà có vợ có chồng cơ. Thì huống chi mà một đứa trẻ nó chỉ mới còn nhỏ thôi mà nó chỉ cần đẻ một đứa con khác ra thì đã muốn không cho nó đi học rồi. Thì có nghĩa là người cha người mẹ này có lẽ là cũng cần phải có một cái tổ chức nhà nước, ví dụ như hội phụ nữ bảo vệ trẻ em cũng nên làm việc nhiều hơn đối với lại những ông bố bà mẹ như thế. Để hiểu được rằng là ông bà đang ngược đãi đối với một đứa trẻ. Thậm chí có thể là sẽ bị, trước mắt là sẽ bị xử phạt hành chính đã, rồi sau đó thậm chí là ông bà mà nếu còn tiếp tục như vậy thì có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội bạo hành đối với trẻ em. Quy định rất là rõ ràng rồi. Vậy thì thưa luật sư Túc Anh xin phép hỏi thêm, ở góc độ của cô giáo ở trong câu chuyện này thì cô giáo đã là người có sự quan tâm với học sinh của mình, đã tìm đến với ba mẹ của em để nói chuyện rồi. Vậy thì nếu như qua cái việc nói chuyện mà không có đạt được cái kết quả tốt, và cụ thể ở đây là Lan bị bắt nghỉ học như vậy, trong khi Lan lại rất muốn đi học, thì cô giáo có thể làm thêm những cái việc gì khác, những cái bước tiếp theo là gì để có thể tiếp tục giúp đỡ Lan? Cái việc tiếp theo cô giáo nên làm sau khi đã thuyết phục mà không được nữa thì cô giáo cũng nên nói chuyện với lại nhà trường để mà có một cái quyết định. Thì tôi nghĩ rằng là lãnh đạo của trường để báo với lại chính quyền địa phương thì nó hợp lý hơn. Chứ bản thân cô giáo tới báo cái sự việc như vậy thì có thể là người ta cũng sẽ quan tâm chứ không phải không, nhưng mà nó sẽ lâu hơn. Nói chung nó không phải là một cái vấn đề mà người ta sẽ làm ngay tức khắc. Nhưng đối với một lãnh đạo nhà trường, người ta quan tâm đặc biệt đến một trường hợp, một học sinh như vậy, thì chắc chắn là cái địa phương đó họ sẽ phải chú ý và có những cái biện pháp mạnh, đủ răn đe để mà làm việc với lại gia đình Lan, để cho những ông bố bà mẹ đó cần phải nhìn nhận lại. Còn nếu như họ tiếp tục như vậy nữa thì có lẽ là họ sẽ bị tước cái quyền làm cha làm mẹ. Nếu như mà họ có sự phân biệt đối xử thì tự nhiên con họ đẻ ra mà bây giờ họ không muốn chối bỏ như vậy thì có thể là nhà nước sẽ đem Lan về và đưa vào những tổ chức xã hội để cho xã hội chăm sóc. Vì thật sự Lan chỉ một đứa trẻ thôi mà. Thì cha mẹ không chăm sóc thì phải do xã hội chăm sóc thôi. Thực ra trong thực tế, Tuyết Oanh còn từng biết qua những cái trường hợp còn đáng thương hơn cả Lan nữa kìa. Là ba mẹ không chỉ bắt em nghỉ học, bắt em ở nhà làm việc nhà đâu, mà có những người cha người mẹ còn nở lòng bắt con của mình phải đi kiếm tiền, bước ra ngoài đời kiếm tiền từ sớm khi tuổi đang rất là nhỏ như vậy. Thì Tuyết Oanh muốn hỏi thêm câu chuyện đó, thì pháp luật Việt Nam mình có quy định và có cái mức xử lý, xử phạt như thế nào đối với những ông bố bà mẹ ép con mình phải bước ra ngoài làm kiếm tiền hay không ạ? Đối với lại những ông bố bà mẹ đó, nếu mà chứng minh được rằng là họ đang có cái hành vi bạo hành như vậy đối với trẻ em thì họ có thể là bị xử lý về cái tội hành hạ ngược đãi trẻ em, tội bạo hành trẻ em. Và thậm chí là những cái việc mà bắt đi kiếm tiền như là luật sư thấy là thậm chí là bắt đi kiếm tiền bằng cách là đi xin, đi ăn xin. Nói chung là những ông bố bà mẹ đó thì nó giống như những người chăn dắt vậy, chứ không phải là ông bố bà mẹ. Tại vì nếu như là một người mà đấng sinh thành đẻ con mình ra, không ai nỡ làm như vậy đâu. Nhưng mà vẫn có. Tại vì thật sự là khi mà ở dưới quê, luật sư có người như vậy, họ đã để con họ đi làm. Nhìn vào thì người ta không nghĩ đó là gì, mẹ thật đâu.
Người ta sẽ nghĩ là những cái người mà chăn dắt, nhưng đó là mẹ. Mà đôi khi là những cái hành vi đó, một đứa trẻ nó sẽ không đủ cái sự hiểu biết để mà nó muốn bảo vệ bản thân nó. Thì nếu như chúng ta là một công dân, chúng ta cần phải có trách nhiệm với xã hội, với lại pháp luật, thì chúng ta thấy những cái trường hợp như vậy thì chúng ta cần tố giác đến cơ quan chức năng để xử lý những cái trường hợp như vậy. Người ta sẽ xét thấy là đủ điều kiện cấu thành yếu tố tội gì hình sự thì người ta sẽ xử lý. Chứ đứa trẻ thì thông thường chúng nó sẽ không thể biết được, nó sẽ không biết được là nó, những cha mẹ đó là vi phạm. Nó chỉ nghĩ là cha mẹ nói thì phải nghe thôi. Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều với những chia sẻ vừa rồi ạ. Quý vị khán giả thân mến, qua cuộc trao đổi vừa rồi giữa Tuyết Oanh cùng với luật sư Trần Thị Thanh Thảo thì chắc là quý vị cũng đã hiểu rõ hơn rằng tại sao Tuyết Oanh lại nói rằng đây là một chủ đề chúng ta cần và nên tìm hiểu. Bởi vì gia đình là hạt nhân của xã hội này. Và trong gia đình, những con người với nhau, chúng ta đối xử với nhau như thế nào sẽ chính là tiền đề để tạo ra một xã hội tốt đẹp hay là không. Và như trong câu chuyện này, chúng ta có thể thấy rằng cha mẹ cần phải hoàn thành, thậm chí là cần phải làm thật tốt vai trò và trách nhiệm của mình đối với việc chăm sóc, nuôi dạy, dung dưỡng cho đứa con của mình. Và ngược lại, ở vai trò là những công dân bên ngoài, ví dụ như là cô giáo trong câu chuyện này, hay chúng ta chỉ đơn giản là những người biết đến câu chuyện thôi, nếu phát hiện những hành vi mang tính chất bạo hành, ngược đãi đối với con em của một gia đình nào đó, thì hãy thể hiện trách nhiệm của người công dân bằng cách tố giác. Đó là cách tốt nhất để chúng ta có thể đảm bảo được sự công bằng và bảo vệ những đứa trẻ ấy. Còn đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã dành thời gian quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Rất cảm ơn luật sư Trần Thị Thanh Thảo vì đã dành thời gian để tham gia chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.